thì cho anh xin lỗi đi. Anh nói thật đi. Chuyện là như thế nào? Tôi đã nghe ba tôi với anh Quang nói, nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng của anh. Em muốn nghe thật à? Đúng vậy. Anh yêu em. Và anh muốn lấy em làm vợ. Anh thôi đi. Anh đừng có diễn như vậy với tôi nữa. Anh diễn với ba tôi chưa đủ hay sao? Tại sao vậy anh? Tại sao lúc nào em cũng nghĩ là anh diễn hết trơn vậy? Có bao giờ em cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em là thật không? Hả? Nếu mà anh cứ như vậy, tôi sẽ nói với ba tôi về chuyện ở công ty đó. Em có cần là anh kể cho chú nghe không? Bởi vì nếu như em kể thì chú sẽ tưởng là em đang bịa một câu chuyện nào đó. Tốt nhất là em nên tiến về trái tim anh đi quanh nè. Anh làm ơn đi. Đừng có làm cho tôi cảm thấy buồn nôn nữa được không? Ok, tùy em vậy. Em cứ tung tăng bay nhảy, chơi với bất kỳ cảm xúc của ai mà em thích đi. Nhưng rồi cuối cùng thì em cũng sẽ thuộc về anh thôi. Em hiểu không? Ngoan đi cô bé à. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhé. Lấy xe. Chịu tước. Lại thua nữa rồi. Đánh cờ thì phải tập trung, Dạ. suy nghĩ lung tung là bị chiếu tước. Thì chứ bây giờ con có tập trung cỡ nào cũng không đánh thắng chú được. Bái phục chú Nguyễn. Không dám, không dám. Chơi tiếp dán ngang. Dạ. À. Ba còn cho người này ở đây đến bao giờ nữa? Cho người này ở đây tới chừng nào người này thành rể của ba mới thôi. Con có nói là con cưới ảnh bao giờ đâu. Con còn nhỏ, suy nghĩ nông cạn, ba thông cảm. Giờ nghe ba giải thích nè. Từ ngày ba tuyên bố phá sản, con có thấy ai lui tới đây để thăm ba không? Chỉ có mỗi mình anh Toàn. Chẳng những tới thăm ba thường xuyên mà bây giờ dọn tới ở luôn nữa. Chẳng những tới ở mà còn lo hết mọi chi phí của gia đình mình. Con còn muốn cái gì nữa? Thôi được rồi. Ba không cần phải nói gì nữa đâu. Thôi, kệ đó. Mình chơi tiếp đi. Dạ. Lão già này kín kẻ thiệt. Vào đây mấy ngày vẫn không phát hiện ra sơ hở gì của lão. Mấy bữa nay em né mặt thầy hả? Thầy với cô Trúc cũng đã rõ ràng rồi mà. Hay là em còn nghi ngờ thầy có dụng ý? Thì em cũng còn nghi ngờ thầy chút chút. Mà hôm nay em có chuyện muốn nói với thầy. Em sợ không có nói thì sau này em sẽ hối hận. Hối Ừ. Nếu như sau này thầy không còn dạy em nữa, thì em sẽ gọi thầy bằng gì? sau này mà thầy không còn dạy em nữa thì em gọi thầy bằng cái gì cũng được, miễn sao em thấy thoải mái là được rồi. Chú Khải. Ừ, em nói thầy già đó hả? Vậy thì thầy không muốn em gọi bằng chú, vậy em gọi bằng gì? Tùy em thôi. Ừ.
Thầy, em hỏi thầy cái này nha. Nếu như em làm bạn gái của thầy, có được không? Thầy... Thầy sao? Trả lời em đi. Có được không? Thầy... Thôi được rồi, em hiểu rồi. Em hiểu sai ý thầy rồi. Đợi em học xong đã. Đợi em học xong là sao? Em còn trả lời có được không? Thầy sẽ đợi em. Được không? Vậy mà em tưởng là thầy không đồng ý chứ. Thầy mà không đồng ý. Em bơi xì xì suốt đời luôn á. Alo? Con nghe đây ba. Nắng vui rồi khi nằm trong say người, làm sao tôi quên được nắng. Ủa? Sao giờ này cô chưa tới ta? Thầy! Hoàng anh sắp đám cưới rồi! Cái gì? Hoàng anh sắp lấy chồng rồi! Quanh cưới? Cưới ai? Cưới cái thằng cha tóc vuốt vuốt ấy! Khánh Toàn! Hả? Quên! Chìa trời phá nhà hả trời? Ủa thầy Hải? Quên ở đâu? Tôi muốn gặp Quên. Tôi giúp thầy tới cỡ đó rồi mà thầy không giữ được Quên thì giờ tôi bó tay luôn á. Quên sắp làm đám cưới người khác rồi. Quên ở đâu? Tôi muốn gặp Quên. Thì nói rồi, chuẩn bị làm đám cưới. Trời ngộ ghê, một người sắp làm đám cưới, một người sắp lấy mạng tôi luôn hả? Sắp lấy ông Toàn rồi đó. Mà cái vụ đám cưới là do bé Quên tự chủ động đồng ý với bộ. Tôi có biết gì đâu. Không biết gì hết. Rõ ràng là hôm qua Quanh không gọi tôi bằng thầy nữa. Không được. Cho tôi nói chuyện với Quanh đi. Thì bây giờ xưng hô bằng cái gì, gọi bằng cái gì đâu có quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ bé Quanh sắp lấy người khác rồi. Lấy ông Toàn mới chứ. Tôi không tin. Cho tôi gặp Quanh đi. Thì hỏi Quanh đi. Quên. Em coi đó. Cái chuyện tình cảm cá nhân hôn nhân gì của em anh không cần biết. Nhưng mà đẹp đôi quá mà, tự nhiên không... Thôi đủ rồi, anh đi vô nhà đi. Thầy muốn nói gì? Thì thầy nói nhanh đi. Sợ sau này không có cơ hội nữa đâu. Anh... Thầy... Thầy không hiểu. Chuyện này bất ngờ quá. Mới hôm qua em đã nói là mình đổi xưng hô mà. Em quên rồi sao? Chị mới đổi xưng hô thôi mà thầy đã tin như vậy rồi hả? Rồi câu chuyện lấy Khánh Toàn thì sao? Thầy đã hứa với em là thầy đợi em. Thầy đợi em học xong thầy... Mấy cái lời nói đó thầy quên hết đi. Thầy nghĩ gì vậy? Em là con gái, con nhà giàu mà lại lấy một người không có gì trong tay như thầy hả? Em sao? Em nói không đúng sao? Ông bà người ta có câu là trèo cao té đao. Tôi chỉ sợ là thầy té đao thôi. Rốt cuộc là em bị chuyện gì?
ai đã khiến em thay đổi như thế này? Có phải là Khánh Toàn không? Có phải là Khánh Toàn uy hiếp em không? Đổi lại. Quỳnh à, thầy đi về đi. Quỳnh ơi, em sao vậy? Mà thấy kỳ lắm luôn á. Tự nhiên em đồng ý lấy người mình không thương, sau này khổ lắm đó. Anh có bao giờ lấy vợ đâu mà anh biết. Bộ lấy vợ không mà không được quyền hiểu hay sao? Anh đâu phải con nít. Em chỉ anh coi coi, ai mà lấy người mình không thương mà hạnh phúc đâu. Thôi được rồi, em muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ờ, ăn gì không? Anh đem lên cho ăn nha. Không cần đâu, em muốn yên tĩnh. Mà không ăn mệt đó. Có mỗi mình ngu mới tin lời người ta. Người ta cành vàng lá ngọc, làm sao mà mình giới tới được? Mày đúng là ngu ngốc đó Khải. Tình yêu mà, có gì mà ngu với khôn hả anh? Cô làm gì ở đây? Nãy giờ em đi theo anh đó, nhưng mà thấy anh buồn quá, em không dám nói cho anh biết. Tình cảm của con người là một thứ dễ dàng thay đổi nhất đó. Thực ra tình cảm của anh không có thay đổi. Ngay từ đầu cô đùa giỡn với tôi. Tôi thì ảo tưởng nên mới ra nông nổi này nè. Đúng, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi, đúng không thầy? Mà thầy có muốn gặp Quanh để hỏi rõ cô ta về mọi chuyện không? Không, tôi nghĩ không cần thiết đâu. Tôi cũng đã gặp Quanh trực tiếp để nói chuyện, không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng còn các học trò, cũng như là trường lớp. Tôi nghĩ tôi không đến nỗi suy sụp đâu. Anh thật là may mắn, xung quanh còn có những đứa học trò. Còn tôi... Ba ơi! Ba ơi! Ê! Ba... Đi đâu hả? Gì à? Buồn này à? Đi kiếm ba tôi với làm gì? Nhà này nhà ba tôi mà. Bảo kê ở đây hả? Ê! Anh Toàn có lệnh, chưa được sự cho phép của anh Toàn thì không ai được vào phòng của ông chủ. Sao nghe chướng tai quá vậy ta? Ủa nhà này nhà ai? Nhà ba túi chứ phải nhà ông Toàn nào ở đây hết trơn á. Chưa cưới hỏi gì hết, muốn làm chủ nhà đây hả? Lấy bàn thờ ngồi luôn đi. Vừa phải thôi. Ba! Đứng lại! Nè! Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Em coi đó, khách cưới kỳ cục à. Buông ra. Thôi đủ rồi, anh đừng có làm mấy cái chuyện vô ích này nữa. Cái gì mà vô ích? Anh gặp ba của anh mà làm gì vô ích? Anh muốn hỏi ba cho nó rõ mọi chuyện thôi mà. Rõ ràng cái gì nữa? Mọi chuyện đã như vậy hết rồi, anh còn thắc mắc gì nữa? Đó, hồi nào? Cái phòng này em còn không vô được, không chỉ là anh. Đám cưới xong rồi, mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi. Cái gì? Mà phòng, nhà, nhà nhà mình rồi, phòng, ba, nè, cưới xong làm sao? Ê, Quanh! Ta không cần vô phòng nữa. Gọn thoại cho ba. Nè, kể từ giờ phút này, muốn làm cái gì ở trong cái nhà này phải có lệnh của anh Toàn. Tao bắt đầu ghét cái tên Toàn này. Sau này tao mà có con, tao không bao giờ đặt tên con là Toàn hết. Chết rồi, đám cưới tới nơi rồi mà thầy Khải đi đâu vậy trời?
Chết rồi, giờ sao giờ ta? Gọi điện. Trời ơi, giờ này gọi điện không ai bắt máy là sao vậy trời, cái bà Hồng này á. Giờ sao đây? Ơ, có khi nào, có khi nào thầy Khải, ông bị gì vậy chồng trời? Chết rồi, thầy ơi, thầy ơi. Nè, yeah, em làm gì vậy? Lẹo vô cứu ông thầy. Ông thầy nào? Ủa, ai da, đất, thầy Khải. Thầy Khải ơi, nãy giờ hả? Em cứ tưởng là thầy ở... À... Ê, nó bậy nha. Đúng rồi, em bậy. Mà thầy đọc báo chưa? Cho nên nghỉ hè rồi, thầy cũng ít đọc báo lắm. Đây nè, thầy đọc đi. Mình cũng nên mừng cho Oanh chứ. Nhưng mà rõ ràng thầy với Oanh là... Thầy... Thì là thầy trò. Theo những gì em thấy hả, là tình cảm của thầy với Oanh không phải nằm ở mức thầy trò không đâu. Thầy, Oanh rõ ràng là Oanh rất vui khi mà được làm chung với thầy luôn á. Trời ơi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy trời? Thầy nói cho em nghe đi. Sao này em lặng hoài vậy? Phi ơi, thầy mệt rồi, em đi về đi. Được rồi, em sẽ kiếm Oanh hỏi ra lẽ chuyện này. Buông ra coi. Trời ơi, ai da tao. Ai da, ai da, trời. Đúng là cái quân giang hồ, quân ác nhân thất đức. Quăng người ta quăng cái bịch như con đẻ vậy á. Oanh ơi, Oanh, tôi muốn kiếm Oanh. Oanh ơi, Oanh đâu rồi? Trời ơi, Oanh ơi, Oanh, Oanh không thể nào để cho thầy Khải hát bài Con Sáo Sang Sông để cho Con Sáo sổ lòng vai sai được đâu. Oanh ơi, Oanh ơi, cắm mày, cắt lưỡi bây giờ. Kêu Oanh ra đi rồi tự nhiên tôi im à. Để đó tôi giải quyết. Oanh, Oanh ơi, cuối cùng gặp được Oanh rồi. Oanh ra rồi. Oanh, tôi nói nghe nè. Chuyện này đâu phải là thiệt đâu đúng không? Nói gì đi, sao nhiên im lặng vậy? Chuyện đám cưới là thiệt, ông đi về đi. Bữa tôi thấy Oanh với lại thầy Khải còn vui vẻ lắm mà, đâu thế nào là thiệt được. Ông Phi à, ông động não lên chút xíu đi. Ông nghĩ sao vậy? Tôi dù gì cũng là tiểu thư con nhà giàu, chuyện yêu đương thì cũng chỉ là nhất thời thôi. Ông nghĩ gì mà tôi lấy thầy? Tôi đâu có bị điên đâu. Thôi, được rồi, tôi hiểu rồi. Lòng người. Vì trường đã đủ giáo viên cho năm học mới nên đã quyết định ngưng công tác với thầy. Mong thầy thông cảm. Thầy bị trường cho nghỉ dài hả thầy? Không dạy chỗ này thì mình dạy chỗ khác. Bất tài mới sợ không có đất dụng thân. Phi, chuyện của thầy á, em giúp vậy là nhiều rồi. Thầy muốn yên tĩnh một xíu, em đi về đi. Không lẽ thầy dễ bỏ cuộc vậy hả? Không bỏ cuộc á thì biết làm gì bây giờ? Vậy sắp tới thầy định làm gì? Thành phố này á chỉ là nơi ta ghé qua. Thầy còn nơi để về mà. Có
thầy Khải nhà không? Thầy Khải về quê rồi. Cái gì? Ủa sao con không biết gì hết vậy? Thì thầy Khải chỉ nói em biết thôi chứ thầy Khải đâu nói em biết đâu. Anh hy vọng là em cũng sẽ hết lòng vì anh. Như vậy thì nghĩa tình vợ chồng mới sâu đậm anh à. Tuyệt đối không được để cho thằng Quang bước ra khỏi căn nhà này. Mày bước ra một trời một mày. Một trời một mà. Một trời một là một đám trời một mình ông á. Đêm đầy sao. Đã đến lúc cần một người quay trở lại.